Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ Salam theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Giáo hội. Trưa ngày 26 tháng 9 2022, ngỏ lời với khoảng 1.000 bạn trẻ của Cộng đoàn Công giáo Salam nhân kỷ niệm 40 năm thành lập phong trào, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục có tinh thần sáng tạo, đón nhận và vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Giáo hội trong hoạt động truyền giáo. Cộng đoàn Salam được Moises Loro de Azevedo Filho và Maria Emmy Okendo Nogueira thành lập tại Fortaleza, Brazil vào năm 1982 nhằm khuyến khích những người trẻ trở thành hạt giống của sự thay đổi và xây dựng hòa bình theo gương của Chúa Giêsu. Sau đó phong trào đã lan rộng ra các quốc gia khác trên thế giới và vào năm 2007, một hội đồng tòa thánh và giáo dân công nhận là một hiệp hội quốc tế của các tín hữu. Ngày nay, Salam có mặt tại 33 quốc gia, có 1.500 nhà truyền giáo của cộng đồng sự sống và khoảng 10.000 nhà truyền giáo của cộng đồng giao ước, ngoài các thành viên hiện tại của Salam Work. Các thành viên cộng đoàn có truyền thống đi hành hương đến Roma mỗi 5 năm một lần và trước mặt Đức Thánh Cha, họ dâng hiến cuộc đời của họ cho Thiên Chúa để truyền bá phúc âm cho tất cả các dân tộc. Nhắc lại hoàn cảnh phong trào Salam được thành lập, đó là một trong cử hành thánh thể ở Fortaleza. Đức Thánh Cha nói điều này nhắc chúng ta rằng chính Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội sống động, thúc đẩy giáo hội tiến bước. Ở trong Chúa Giêsu và tình yêu của Người, từ chứng tá của năm bạn trẻ, trước hết Đức Thánh Cha suy tư về cách kiên trì trong tình bạn với Thiên Chúa trong một thế giới náo nhiệt và truyền cảm hứng cho những người khác trong môi trường của chúng ta bằng sứ điệp phúc âm. Ngài nhấn mạnh đến việc cần ở trong Chúa Giêsu và tình yêu của Người, điều còn lại sẽ được Chúa Thánh Thần thực hiện. Đức Thánh Cha đưa ra những tấm gương về sự ủng hộ và sự thánh thiện của giới trẻ trong giáo hội như chân phước Carlo Acutis, Thánh Pier Giorgio Frassati, Thánh Gabriel Đức Mẹ Sobi, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và cả Thánh Francisco và Thánh Clara Thành Assisi. Tình bạn với người nghèo. Trả lời câu hỏi về tình bạn với người nghèo, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ chú ý đến tấm gương phi thường của Thánh Teresa Thành Calcutta, người đã ra đi tìm kiếm Chúa Giêsu trong khuôn mặt của những người bị bỏ rơi. Duy trì lòng nhiệt thành truyền giáo. Suy tư về hiện tại và tương lai của phong trào Salam, Đức Thánh Cha khuyến khích những người hiện diện tiếp tục duy trì lòng nhiệt thành truyền giáo của họ qua nhiều năm đã mang lại sức sống cho một thực tế giáo hội giờ đây không chỉ bao gồm những người trẻ, mà còn bao gồm các gia đình, những người độc thân cam kết với sứ vụ và các linh mục. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến bản chất công giáo của phong trào với việc tham dự thánh lễ, chầu thánh thể, xưng tội, cầu nguyện, và nhắc các thành viên phải luôn kín bút từ những nguồn mạch vô tận này. Ngài cũng khuyến khích họ vâng theo hoạt động của Chúa Thánh Thần, lắng nghe nhau và nghe những hướng dẫn của giáo hội để phân định tốt nhất cách thế tiếp tục hành trình.